Chào mừng các bạn đến với Tốt Sao Hàn và ngay sau đây hãy cùng mình tổng hợp những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay. Blackpink đang có những ngày tháng hết sức bận rộn khi cùng lúc quảng bá full album đầu tay và liên tục xuất hiện trong nhiều quảng cáo, buổi phỏng vấn. Mới đây thì chị cả Jisoo đã bất ngờ xuất hiện và lập tức khiến fan xôn xao vì vẻ đẹp sắc nước hương trời không thể che giấu sau lớp khẩu trang. Trên đường đi làm thì Jisoo ăn diện đơn giản mà không kém phần sành điệu quyến rũ. Hết khoe chân thon thả, nữ idol còn khéo léo diện áo trễ vai quyến rũ, bờ vai rõ xương quai xanh trắng nõn nà của Jisoo khiến ai nấy đều không thể rời mắt. Chưa kể dưới ánh đèn máy ảnh chớp nháy liên tục, Jisoo vẫn đẹp và tỏa sáng bất chấp. Nhan sắc hoàn mỹ và khí chất nữ thần của chị cả Hắc Hường không hề bị lu mờ vì khẩu trang hay ánh đèn flash. Quả thật mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ở trong mọi hoàn cảnh nào thì Jisoo cũng đẹp xuất chúng. Diện mạo xinh đẹp sang chảnh và yêu kiều gần đây của Jisoo giúp fan liên tục được rửa mắt, từ sắc lạnh bí ẩn đến nữ tính thanh tú, tạo hình nào của Jisoo cũng đẹp đến ná thở. Sắp tới thì công chúng sẽ còn tiếp tục gặp lại Jisoo trong vai trò nữ chính của bộ phim Snow Drop, sánh đôi bên nam thần Jung Hae-in. Vào ngày 4 tháng 10 thì một chủ đề về visual của Jisoo vào top trending Planet. Người dùng mạng tổng hợp những khoảnh khắc ngoài đời thực đẹp thần thánh của mỹ nhân Blackpink và nhiều người nhận xét Jisoo trên ảnh đã đỉnh rồi, nhưng gặp tận mắt ngoài đời mới thực sự choáng váng trước vẻ đẹp của cô nàng. Tại một sự kiện thời trang hồi đầu năm 2020, visual của Jisoo khiến khán giả mê mẩn. Mỗi lần Jisoo xuất hiện ở sân bay, người qua đường lại bị hớp hồn trước vẻ đẹp của nữ idol. Ánh đèn flash không thể dìm được nhan sắc của Jisoo. Còn đây là một khoảnh khắc giản dị ngoài đời cũng vô cùng tỏa sáng. Nhiều người nói rằng khi thấy Jisoo ở cự ly gần, họ đã bị sốc trước nhan sắc cực phẩm của cô nàng. Một fanboy cố gắng chụp hình khi gặp Jisoo tại sân bay. Sải bước trên thảm đỏ giữa ánh đèn flash lóe sáng, Jisoo trông lại càng lộng lẫy. Những góc máy chân thực không qua chỉnh sửa của báo chí cho thấy nhan sắc đạt đẳng cấp diễn viên và khí chất cuốn hút của Jisoo. Khoảnh khắc lướt qua vội vàng cũng đủ khiến fan rung động. Cô nàng khiến mọi người cũng phải ngoái nhìn và thật khó để rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp mỹ miều của Jisoo. Những khoảnh khắc đời thực của Jisoo từ sân bay, trên đường đi làm, xuất hiện trên sóng truyền hình hay tại concert đều là cực phẩm. Camera điện thoại chất lượng thấp cũng không thể dìm được nhan sắc của cô nàng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Tốt Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!